Chào các bạn, sau đây Vườn Ươm Hải Đăng xin giới thiệu với các bạn về quy trình chế biến sơ chế bột ná gai nguyên chất chất lượng mà Vườn Ươm Hải Đăng đang áp dụng. Để chế biến bột ná gai nguyên chất chất lượng thì trước hết chúng ta cần đến vườn ná gai để thu hái lá gai về chế biến. Trước mắt các bạn đây là khu vườn cây lá gai của Vườn Ươm Hải Đăng. Chúng ta sẽ thu hái lá. Chúng ta sẽ thu hái phần lá và để lại phần cuộn. Một cành thì chúng ta sẽ thu hái sạch lá. Vườn lá gai này Vườn Ươm Hải Đăng đã trồng được hơn 3 năm và đã cho thu hoạch rất nhiều vụ. Chúng ta chỉ hái phần lá không, mang về chế biến. Thu hái lá gai vào thời điểm khi mà cây đã xanh tốt, cho nhiều lá to. Lá gai có mặt trên thì màu xanh, mặt dưới thì màu trắng nhạt. Có lông. Viền có răng cưa. Sau khi thu hái lá xong thì chúng ta đem lá đi rửa sạch. Bởi vì trên lá gai vẫn còn nông và dính bụi bẩn nên chúng ta cần rửa sạch lá gai. Chúng ta sẽ rửa sạch với 3 lần nước. Nếu thấy phần cuộn còn dính trên lá thì chúng ta loại bỏ bớt phần cuộn. Chúng ta sẽ loại bỏ phần cuộn đi và giữ lại phần lá. Chỉ có phần lá mới chế biến ra bột lá gai. Lá gai thì có công dụng thanh nhiệt, giải độc, an thai. Lá gai để làm bột lá gai, bột lá gai để làm bánh gai hoặc là bánh ít. Ăn rất ngon và có hương vị đặc biệt. Vì cây lá gai có nguồn gốc từ Việt Nam nên bột lá gai của Việt Nam có hương vị và phẩm chất hoàn toàn khác so với các nơi trên thế giới. Có hương vị nguyên chất đặc biệt.
Điều đặc biệt là chúng ta nhìn lá gai có màu xanh như thế này, nhưng mà khi làm bánh gai thì lại có màu đen. Rửa sạch lá gai với nước xong thì chúng ta đem lá gai đi phơi khô. Chúng ta đem đến khu vực nắng, có nắng để phơi. Phơi như thế này thì lá sẽ rất nhanh khô. Phơi xong thì chúng ta sẽ có thành phẩm lá gai khô như thế này. Đây là lá gai khô. Đây. Và chúng ta sẽ đem lá gai khô đi xay để tạo thành bột lá gai. Trước mắt các bạn đây là sản phẩm bột lá gai nguyên chất của vườn ươm Hải Đăng. Bột lá gai của vườn ươm Hải Đăng được đóng gói trong bao bì đẹp mắt. Đây là sản phẩm do vườn ươm Hải Đăng sản xuất nên được đảm bảo về chất lượng. Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm. Nếu quý khách có nhu cầu về bột lá gai để làm bánh thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0966 446 329 để đặt hàng.